khắp Nam Bắc hết dây khói lửa, cả Đông Tây cũng bỏ đao binh. Ở ăn theo tánh trời sinh hảo sanh, chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gỗ gai bắt chan, tai nghe điệu thù oán thêm nhòm. Tranh nhau từ miếng cá cơm nở, đem tình nghĩa vui chốn bụng lầy. Dù học thức Đông Tây mấy bực, vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân. Sanh loài cầm thú ngang phân, đâu còn giá trị là nhân loại gì. Nghe tiếng súng ầm ì đưa lại, như cầm dùi soi quái trong tim. Xét rằng từ cổ chí kim, vì tình hoặc giả vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau. Ô danh trọng tội mang vào thúi tràng, muốn dầm thơm nào mấy ly. Giả lại cũng tại vì nghiệp ác, linh hồn kia khi thác đi rồi sao đường cứ mãi lăn trôi. Chịu điều sanh tử luân hồi thiết tha, khổ với thảm kể xa sao hết. Sống chưa chi kê chết tới nơi, ngắn thải số mạng người đời cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, trong tâm liền khởi niệm như vậy. A-di-đà Phật phương Tây, hiển linh xin hiện chốn này cho xem. Giải cách nào ngày đêm niệm trì niệm, để có mau kiến diễn được ngài. Hồng trần già trẻ gái trai, như mù lại gặp phải ngài tối tâm. Không Phật chỉ khó làm cho chúng, chế thuốc sai ắt bệnh không lành. Con đường tịnh độ giáng sanh, quy xin đức Phật mở tình dạy cho. Trong tâm vừa dạy ra như thế, thì ngọn đèn về phía phương Tây. A-di-đà Phật hiện ngay, hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi ta bà sanh chúng, có người nào lầm muốn gặp ta. Phải như con hiu nhớ cha, dù cho cách trở bao xa cũng về. Niệm Di Đà không hề để ngớt, cả sáu căn cùng một niệm nhau. Tức là đàn chỉ bất lao, Tây phương đến được chớ nào khó chi. Dứt sạch niệm mê si tức giác, cùng ngó nhau hai mặt hòa nhau. Nếu còn tâm vọng trần lao, dù cho niệm Phật cách nào không linh. Lời này con khá in trong trí, để truyền cho cạn kỳ người tu. Chúng sanh đâu phải là mù, chỉ là mắt bệnh mộng du tại trần. Sẽ tỉnh được chớ không mê mày, con khéo lời chỉ dạy người ta. Một người giúp được
tỉnh ra đức kia to lớn khổ mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, xin chạm ghi ân đức đại từ, dạy cho rõ phép thật hư sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cúi xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, hiện ở nơi thế giới ta bà. Tại sao khắp cả gần xa chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn Phật, rằng có tâm muốn giữ pháp? Pháp Di Đà rất hợp hạ căn, dễ tu dễ nhớ dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều cũng là điềm tàn tiêu cõi hạ. Duyên ta cùng tất cả chúng mùi đất trời đến lúc tối thui, thì ta ứng hiện độ người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ, khi người nào được có chiếu vào. Mẹ thương con đỏ thế nào, Phật thương sanh chúng cũng vào thế này. Thương đến đổi quên đi mạng sống, ganh khổ cho sanh chúng từ lâu. Con ơi nên được đảo màu lòng từ bi, phải rộng sâu vô cùng, món yêu đương cũng không tiếc kể. Đem ban cho những kẻ khát khao, chúng sanh nơi cõi trần lao, tấm lòng này biết chừng nào hiểu ra. Phật thì chúng ta bà đang khổ, khó ngồi yên tĩnh đổ ở con. Quá thân đến đội gót mòn đó, đẩy đi khắp chẳng còn chỗ không, tìm kiếm kẻ lòng mong nhớ Phật. Đem về nơi lạc quốc ở chung, kìa con để mắt xem cùng hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hóa nữ hóa nam đủ hàng, cứu chúng sanh không trang phục nào. Lòng thương chẳng chút mòn hao, xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, lòng thương yêu dân thứ không phai. Không riêng Phật ở phương Tây, Phật nào cũng dẫn ra tay cứu đời. Ngoài ta bà còn nơi khác nữa, cũng chúng sanh đau khổ như nhau. Cứu luôn không bỏ người nào, nếu là tưởng Phật nếu trao tâm lành. Phật nói xong rồi nhìn ngoái lại, liền hiện ra thế giới lạc ban, biết bao nhiêu đóa hoa vàng chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật rằng con hãy trông như thế, mỗi bông là mỗi kẻ siêu thân, nhưng mà kẻ đó trần gian nhiều hơn số kẻ siêu thân cõi này, nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, lo lắng luôn không ngất ơi con. Chừng nào kẻ khổ hết còn, thì là Phật mới niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụy, rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn.
lòng nhân trên hết lòng nhân, đang làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mùi, ngước đầu lên còn dõi hào quang. Lẫn cùng tiếng nhạc trỗi gian, còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi. Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, đang kính thay các đức từ bi. Chúng sanh lòng muốn những gì hiểu ngay, liền khéo tùy nghi giúp giùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, rằng ước gì Phật chỉ thời cơ, để cho những kẻ còn ngờ trở nên tin, để kiếp giờ hoàng thiên. Ta vừa nghĩ thì liền theo đó, trong ngọn đèn linh nọ hực ra một hào quang chói sáng lòa. Trong hào quang có một tòa liên hoa, vừa có vị Phật đã ngồi ngự, nơi ngực bài lỗ chữ vạn ra. Mỗi nơi muôn gốc mỗi Phật đà, hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, trong nhạc nghe rào rác lời ca, rằng con ơi cõi Phật đà phàm nhân mấy kẻ được mà thấy đâu. Không phải riêng con cầu mà được, vốn là duyên thuở trước khéo gây. Thương con lao khổ dậy đầy, vì nói gương Phật chúng này mà ra. Con vừa gặp Di Đà khi này, phước lớn hơn tứ hải ơi con, truyền ngôn con khá lo tròn. Ngày gần Phật sẽ cùng con một giường. Con ơi vì tình thương của Phật, khác hơn tình nhân vật ơi con. Thương không muốn chúng hao mòn thương, làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, chẳng tử sanh bệnh tật đeo mang. Ngọn đèn trên cánh sen vàng, người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, giờ phút này mới được thấy ư. Con đừng tưởng việc quyển hư, đây là sự thật chớ ngờ ơi con. Kìa nơi gốc lầu son bên cạnh, con thử xem thấy cảnh trần ai. Trên giường kia cái hình hài đang nằm, như thể khúc cây bất thần, chính là cái xác trần con đây. Con thử xem sẽ thấy ra sao, một khi hơi thở không vào xác kia, trở cứng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thúi khai hết cậy, ra tan ra khác thể bụng lầy. Hồng trần bất luận là ai, xác thân đều phải như vậy ơi con. Thế mà chúng sanh còn mến tục, tạo tác ra nhiều việc tội tình, làm cho thêm nghiệp tử sanh mười phương. Chứ Phật càng nhìn càng đau. Bên gốc kia con nhìn vào thử, cõi Phật đà đủ thứ xinh tươi, cả ai đều cũng vui cười. Buồn rầu lao lý một người cũng không, nếu muốn chi tùy lòng ấy có.
dù việc chi chẳng trái tâm nguyện, nếu người ở cõi trần duyên được về đây sẽ hết phiền hết lao. Nhưng ít kẻ tin vào nơi đây, thật đáng làm thương hại ơi con. Dù cho lặng biển trèo non, chân linh con chẳng hao mòn chút nào, càng lao khổ càng cao công đức. Nhưng tượng dài thêm chất đá trong, chỉ là đáng sự an lòng, chứ không đáng để ngại phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, khổ dù bao không thiệt chớ lo. Trồng hoa hoa sẽ trổ cho lòng nguyện, sẽ được chớ lo mắc phần. Phật là kẻ thoát cần đã hẳn, lời nói chi cũng chẳng hề sai. Con ơi kha biết Như Lai, vì dân đủ cách đổi thay dạng hình, hôm nay cũng vì tình con trẻ. Phật hiện bài mỗi lẽ con xem, ai trong cũng bắt muốn thèm, nhưng mà những kẻ được xem không hiền. Mười phần lòng bận theo cõi tục, tin Phật trời một chút cũng không. Lòng thương của Phật tràn đồng đối, cùng hạng ấy cũng không cứu rồi, nhưng Phật chẳng trách người nào cả. Đôi với ai cũng giả yêu thương, từ bi luôn mở rộng đường, chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ngồi bao quy, đâu cũng là chân lý ơi con. Khi xem mây giăng chót non, lúc nhìn sóng vỗ đầu cồn lô nhô, nơi nào cũng có cơ bí nhiệm. Không vật chỉ mơ quyện được lòng, con ơi hai chữ có không tìm ra cho được nguyên tâm mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, tuy không mà há gọi rằng không. Phật đâu lại ở trong bông, bông sao lại mọc đèn trong thế này, ngoài ý khách trần ai suy lường. Dễ mấy ai nghĩ tưởng cho ra, duyên lành ở một kỳ ba, sẽ còn lắm kẻ thấy hoa này nhiều. Con ráng già uống chiều thế cuộc, truyền viết này khắp nước dân nghe. Ngõ hầu sớm tỉnh giấc mê, để cùng các Phật quý tài nơi đây. Nhạc lần tiếng ca này vừa dứt, một dừng mấy lũ lượt bay qua. Phật ngài liền chỉ tay ra, mấy kia dừng lại hóa ra đĩa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, làm cỏ cây nhân vật ngựa nghiêng. Biển sông mà qua đất liền, đất liền lại hóa ra miền biển sông. Các phương hướng lạnh nồng đổi khác, khí hậu nơi Nam Bắc đều sai. Nhìn xem vạn vật muôn loài gió, nơi cuộc đổi thay này nát tan. Trong thấy cảnh điêu tàn sơ xác, ruột rà đau nước mắt nhỏ xa. Phật rằng ơi trẻ ta bà, cõi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thai nhân đổi vật,
là mỗi lần quả đất lộn quay. Vô thường kiếp tạm trần ai, hiệp tan tan hiệp như mây khác nào. Con có thấy ai đâu trường cửu, không vật chỉ cô trụ được ư, hoàn toàn là cõi quyền hư. Đang thương cho kiếp con người dường bao, luống công người kế mưu đủ lè. Không việc nào dành để cho lâu, thân tàn vật cũng quá sâu, hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật ráng vẹt đường đi tới, thân không tàn vật mới trường miên. Hỡi này ơi trẻ con duyên, Phật đài bất lạc đâu khuyên tu hành. Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, con được xem cõi Phật rõ ràng. Ráng khuyên lại kẻ thế gian, lo tu chớ giả mơ màng nữa chi. Tình cho hẳn mới quy cõi Phật, đừng nửa chim nửa chuột dở dang. Không ten thì phải thuần vàng, muốn cho giải khổ phải toàn chân tu. Ngày gần đây năm châu thế giới, như đĩa cầu vừa mới thấy kia. Thấy trôi máu chảy đầm đìa, nạn trời ách nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hề Phật đà không bào, nói ra đây vì đau thương dân. Phật không dối gạt hỏng trần, những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đọa, cứu luôn thân khỏi quả trần gian. Từ bi chủ xương hai đàn, sống lành thân thể thoát an liên đài. Phật nói xong rồi tay liền dậy, quả đất kia trở lại thành mây. Dần dần từ ấy cứ bài Phật rằng, con hỡi thấy đây chẳng là chỉ trong một phút qua rồi mất. Cõi trần gian nhân vật thế ni, con người đang quý yêu gì nỡ đi giành giật. Hãy thì lẫn nhau, mọi vật tạm kiếp mau như chớp, nên giúp nhau thêm phúc lâu dài. Chứ vì tình chớ vì tài, dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòa hào, giúp đỡ nhau manh áo bát cơm. Muốn cho được có tiếng thơm, xem điều nhân nghĩa trên hơn bạc tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, chẳng riêng lo hạnh phúc một mình. Những điều lợi ích nhân sinh lớn lao mỹ, cũng hy sinh không cần. Con ơi muốn Phật thần nên được, tấm lòng này làm trước ơi con. Giết người cư xử không tròn, thì là giết Phật chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập, thành Phật do tu tập trong nhân. Bỗng nhiên nên được Phật thần, Phật thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bác ái danh gì cũng mặc, chỉ biết điều cứu vật độ nhân. Đó là mới thật lý chân, mới là đúng nghĩa Phật thần ơi con. Thương người đến mất còn chẳng kể,
Người tu hành như thế mới nên, điều này ơi trẻ chớ quên, bốn ân trọng đại mới đền đáp xong, mới hành đạo dứt được lòng dĩ ngã. Tức là chân đạo quả nên ngay, ơi con lòng mến trần ai. Thượng tình không thể một ngày dứt xong, việc khó mây cố công làm mày cũng sẽ nên không sai đâu con. Con ơi ráng giữ cho tròn tu, cho mình lại phải còn tu nhân. Đường Phật Pháp kêu sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chứ để làm dây dưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi kẻ ở trần ai tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bề, ngôi xưa vĩ cũ khó về ơi con. Khá khuyên người lòng son một sắc, trước sau lòng theo Phật không phai. Được vậy cùng Phật Như Lai, Niết Bàn sẽ có một ngày ngồi chung. Phật nói xong liền dung tay áo, liền hiện ra chiếc bảo linh kiều. Từ nơi thế giới tàn tiêu bắt ngàn qua cõi bất diêu Phật đài. Trên cầu có nhiều người nhé bước, mỗi người đều mỗi phước thần kỳ. Mắt mày đầy vẻ uy nghi, bên kia cầu có từ bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mê khổ, biết bao người đang bỏ thây thi. Kẻ vì ẩu ta chết đi, người vì bom đạn xác thì tan tành. Lại có kẻ đang rên kêu khóc, bị gươm đau đâm thọc vào thây. Có người cha mẹ lạc loài chạy quơ tìm kiếm, mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu trời gian dội, mẹ mất con đến đổi cuồng điên. Âu sầu cảnh vật điền viên, ở nơi nào cũng thấy thảm phiền heo giòn. Quá đau đớn không còn nhìn nổi, ta nhắm liền mắt lại rồi than. Như vậy hết cõi trần gian, làm sao đến đổi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu viết chỉ cũng chẳng thương người đang lội lặng bên kia. Ước gì được có sớt chia, cho người đang khổ bớt bề lao đau. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, kẻ khổ kia tự lấy mà ra. Vì làm lắm việc gian tà nên ngày chung cuộc mới là thế ni. Phật biết trước lắm khi giải bào, mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn. Phật nào chẳng phải yêu thương, những người như thế hết đường cứu an. Hôm nay Phật hóa quan chỉ cảnh, cũng vì thương ba tâm đây ư. Để cho con thấy cõi người, hầu truyền cho chúng tình hồi lo tu. Lần này chẳng quay đầu hướng thiền, xác hồn đành tiêu biên biết sao. Điều này con nhớ ghi vào dục, cho ba tâm khá mau tu hiền.
gần ca đến cuộc biến thiên ơi trẻ, như vừa qua mỗi lẽ con xem. Nếu không rửa bỏ luốc lem con ơi, đến việc khó tìm ngõ xanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, để cho con bày tỏ người nghe. Bí quyền không có đậy che, tại vì sanh chúng còn mê khó tường, đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt. Tức là con hơn thiệt sẽ rành, con nhìn ngay đóa hoa xanh, tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngó theo Phật thì vào bên cạnh, một hoa sen long lánh màu xanh. Thoát nhiên bực sáng trong lành, có rừng dơi, có thị thành hiện ra. Trong rừng có hằng hà thú dữ, tranh đấu nhau hậm hực rợn người. Dọc ngang ở dưới gầm trời, đua nhau ăn xong nuốt tươi mỗi ngày. Chịu nắng đỏ mưa đài đủ cách, bị kẻ dây người bắt liền khi. Khổ đau không thiếu món gì, sống đời dơ quế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thị, loài người đang quê mỹ sống xanh. Có nhà cửa có cung thành, xe tàu bay chạy lưu hành tự do. Có đủ cách làm cho thỏa dục, đâu cũng đều đầy mục ăn chơi. Nhìn qua ở khắp mọi nơi, rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trống vào đây, giữa hai bên nhận lấy bên nào, ta chưa kịp đáp làm sao, Phật liền tiếp nói thao thao như vậy. Con ơi cả bên này bên nọ, chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào. Vì rằng hai cảnh khác nhau, nhưng tình vẫn một khổ lao đỏ đại. Người mà thú nào ai có biết, thú mà người là giết đâu không. Khác điều đổi mũ mang lòng ác, hung vô đạo nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bạo như anh, gọi sướng vui nào thảnh thơi đâu. Lòng luôn có sự ưu sầu, đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thu xét theo trình độ, chớ nên xem ở chỗ xác thân. Thú người đều cúng xác trần, cũng sanh đẻ cũng uống ăn một tuồng, thân tư đại vẫn luôn thế cả. Có chi đâu làm thỏa ấy con, làm sao cho khỏi tiêu mòn, sống đời an lạc trường tồn mới ngoan. Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, đó sen vàng đang ánh bên kia. Tất đâu là chỗ đáng mê, đâu là đáng chán, mỗi bề sẽ thông. Nghe lời Phật ta trong bên ấy, một cảnh màu chưa thấy bao giờ. Dưới tàn một gốc cây to, mỗi vị Phật ngự trên tòa liên hoa. Trước mắt có hằng hà tiên giới, đứng hầu nghe Phật nói pháp màu. Các tiên y phục khác nhau, mỗi vị đều có mỗi hào quang riêng.
lời han hỏi dịu mềm tao nhà, mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường. Mỗi gì mỗi nức mùi hương, qua trên cõi tục phải nhường mấy mươi. Cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, thêm có luồng gió nhẹ thổi qua. Trên tàn cây chỗ Phật đã nhạc, từ mỗi lá rung ra dịu dàng, nhạc với tiếng Phật đang thuyết pháp. Màu nhiễm thái phù hợp lẫn nhau, lòng dù muôn vạn khổ đau, khi nghe nhạc ngay cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, quyền diệu không biết gọi sao vừa. Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cớ sau này. Ngài biến chuyển đông tây nam bắc, cõi thế gian nổi giặc khắp nơi. Sấm vang tôi cả đất trời bình minh, trở lại như đời này đây. Tu đến được hội này thông thả, cảnh thế gian tan rã không còn. Chớ nên sai đắm ở con, đắm sai những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ơi trẻ, lấy trí mình xét lẽ mất còn. Thấy đây nào dễ đâu con, như ghi tâm cảm để còn khuyên dân. Người ta cúi đầu cảm ơn Đức Phật. Xin dâng lời khuyên dứt thế gian, phép lành xin Đức Phật ban cho, đâu đó được xuôi đàn giáo dân. Phật mỉm cười rồi lần biến mất. Giây phút lâu còn nức mùi hương, lòng ta cảm kích muôn vườn tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đó qua thế ấy, mà cõi chi cũng thấy rõ ràng. Vì lòng mẫn ngay thế gian, Phật Ngài khéo lộ mỗi đàn quyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, cũng nên tin để cõi tâm trần. Ngàn muôn kiếp bị chuyển luân, lời màu khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tình được, nếu tình theo sau trước một lòng. Đây không phải chuyện bông lông, khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua. Những lời ta viết ra nơi đây chính là điều mắt thấy tai nghe, không vì háo vọng đem khoe, mà vì muốn được tỉnh mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, đời nếu không có đạo đời mê. Đời mê có đảo vỗ về, thì đời ấy sẽ hết mê có ngại. Không cương quyết không hay thành tựu, dù viết đời viết đảo thế ư. Nên mà bỏ luôn cũng hư hư, mà khéo sửa sẽ như ý nguyện. Nơi hải ngoại phòng riêng một bông, mới bước hồi hướng trong ngóng mỗi ngày. Phần còn phải ở nước ngoài, mượn lời của Phật đạo lai quê nhà. Xin tất cả trẻ già nam nữ, hãy nghiệm suy mọi sự đầy phân. Thương nhau đến nên mới tố trần, rất mong đó cũng tinh thần như đây. Biết yêu nhau biết gây thiện cảm, biết quyết tâm diệt đám mây mù.
một lòng thể nguyện chân tu, tu cho đến đắc đạo màu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, ta xứ người lắm chịu đắng cay, nhưng lòng sắt đá không phai đủ phương chiều uống để gây đảo màu. Mới trông qua dễ đâu biết được, việc ta làm có trước có sau. Đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, nhưng đèn một ngọn lao lao sáng trong. Tâm hồn này ước mong khắp chung, ít nhiều gì xin cũng biết cho. Xưa nay đây vẫn hẹn hò một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, lúc nhớ nhau hay đọc lời này. Dù ta có ở đông tây, tâm hồn cũng vẫn ưu hoài bắc nam. Chịu cay đắng cho khâm nghĩa dù, đành xa nhau để thủ mái trời. Đau đồng và mẹ hiền ơi, hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải ráng có gan sắt thép, dù cho ai bức ép giường bao. Chữ tu trước cũng như sau, khư khư một dạ không nao núng lòng. Mày người nhà có lòng trong ta mây, ta cũng trong thế ấy đâu thua. Tinh thần đang phúc chạy đua gắn lên chớ để ai thua ai nào. Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, thường đêm thường nước mắt nhỏ xa. Nhớ người ở chốn quê nhà, như luôn đến cả mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chân quê nội, lòng nhớ nhung mới gọi được ư. Ngay nếu còn ở chốn quê người, thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên. Một khi diệt được nên như nguyện, đền lại cho lúc diễn ly nhau. Cơ trời định vậy biết sao, hay nên lắm bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, lời gửi về mỗi bữa ráng xem. Rửa xong những chỗ ố lem, mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi có từng biết đến, tấm lòng ta đã mến giường bao. Không riêng hai chữ đồng bào, mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủ trương Phật giáo, khuyên người lo theo đạo tu hiền. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu. Kiếp sông ngăn chớ thấu thêm ngăn, hãy giúp nhau cho đặng sống dai. Lấy tình chung của nhân loài, chứ đem riêng ý một vài phạm vi. Đến đâu cũng ý lời như một, vẫn khuyên tu không chút ngại ngần. Bóng chiều càng bước đến gần, sự khuyên tu ấy thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, hiệp sức nhau mở lối khuyên tu. Một người làm có hơi lâu, nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, đừng thở than bãi hoại tâm linh. Vì người mà khổ thân mình, trên đời còn có sự dính chi bằng. Nơi đất khách
ta càng tinh tân. Ở quê nhà cũng rang chí công, kiếp này giải thoát không sống thì muôn kiếp tới khó hồng siêu thân. Mỗi lúc nhỏ không ngăn không đắp, chừng lớn ra mới dập sao nên. Đành rằng xuống dễ khó lên, muôn lên cần phải được bền sức leo. Đời muốn được đạo sao không được, nên hay không rút cuộc tại mình. Muôn điều nhờ ở đức tình thủy chung như nhất thế giới tình Phật gia. Quản chi nghiệp đường xa gối mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày, sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm. Nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ, lo tu hành giải khổ trần ai. Ôm lòng sớm tối lạc chạy, vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chữ trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết viết lâu đài cao sang. Biết mọi việc thế gian không sót, nhưng cho rằng tạm vật không ham. Biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất bi. Tức là cõi đấng từ bi, bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toàn lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên. Hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muôn anh trai phải leo phải chọc, chớ ngồi trơ dưới gốc không xong. Nhất thời chịu khó ra công vĩnh kỳ, mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dùa, ngọc lưu lờ như đa khắc chi. Hiện nay một xá một quỳ, mai sao được ngữ liên tỳ muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, nếu không trơn chịu khó làm gì. Nhưng kham của kẻ từ bi khác hơn, tham của kẻ đi buồn đời. Suy xét kỹ chớ lời giả ngọc, nghe đi khuyên chi dốc lo tu trùng dương. Muốn dẫm mịt mù ngóng tính, quê nổi đảo màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng, là ngày ba tánh giảng dân an hòa. Chữ đạo đức vốn là nhân thiền, người thương người là chuyện ngay đường khắp. Trong nhân loại hiền lương chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gái trai, chữ nhân thiền chứ lợn phái tâm tình. Đọc giảng kể làm in theo đó,
chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành. Đã là thấy có chim xanh tức là kim mẫu hậu hành đau lai tinh mạnh, chớ ngờ phai ý niệm sẽ có ngày thọ điểm chân quan khuất gương. Gì bởi phủ màn khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương, chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài. Nên gắng công trì giới xem sao, Phật ngài đã bao cách nào ta đem nói cạn ở vào nơi đây. Kể từ nay đến ngày rút rau, Phật sẽ còn bao nốt nhiều điều, muốn cho ai cũng được siêu lần lần. Ta sẽ ghi nêu gửi về tiếng nói trong liên quê còn nữa. Đây ta xin tiếp kế nghe luôn, trong khi ta ngơ ngẩn hồn rằng qua sau có lắm muôn phép màu. Mười phương Phật ở đâu cũng thấy, lòng muốn sao có vậy đáng kinh. Khéo thay các Phật động tình vì thương sanh chúng lập nên qua này. Ta đang nghĩ rồi đây phải liều, sao cho xong phận điệu làm trò. Tai liền nghe tiếng sấm to trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đó vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây. Chớ quên những lời thầy đã dạy, một lòng son trì giới giữ chay. Xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc với lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Nước nguồn với nước sông khác chầu, nhưng tánh cùng một ngõ như nhau. Cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp khá âu thuận hành. Kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhiệm, giờ phút này chưa tiện nói ra. Hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời. Xin ráng đợi chớ lời giả sách, sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không. Nhiệm màu ôm chắc nơi lòng, gặp người chúng thủy sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, ta vừa xem vừa nghiêm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh tự lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua. Quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra rằng: con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh. Giải rõ từ kẻ răng chân tóc, phó kinh rồi là một diệu phương. Ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng được tường ơi con. Cay vì đắng con còn nhiều lúc,
chịu cho qua chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoại hư xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng, riêng mình chịu khổ một thân. Giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ, sự khổ ấy đáng cho chịu khổ. Khổ càng nhiều đức độ càng cao, khổ nay nhưng lại vui sao cùng cấp, người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật thật vui, thế nên dù chịu dập dùi gì vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mai mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên, ban ngày chỉ những ban đêm chữ từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết Phật mười phương các việc hiểu rành, làm lành thì cứ làm lành không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì? Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi giáng hình tự biến ra không. Đó qua cùng ngọn đèn hồng đèn, thì phơ phất qua không cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong riêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hẳn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này, đâu phải ảo huyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không. Ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy, thì lòng mới vui. Nhưng tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta, mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là keo sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo, y như lời Phật bảo xưa nay. Hoa kia hiện đến có ngày, thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho. Qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mười phương diễn kiến tận mài. Bệnh trầm được gặp thuốc hay há, không mừng rỡ đưa tay rước dao. Việc có thật chớ nào mơ mộng,
ráng tu hành sẽ đặng chứng minh, nên không gì cũng tại mình, việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Tự nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điệu khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đào, chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thinh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi hoa sen với đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng, con ơi cảnh đó là gì? Từ trong không chẳng có chi sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren, sâu với tốt đua chén xô đầy. Giữ cùng lành qua lại không ngừng, rối loạn khó nổi biệt phân khổ sầu, chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư tất cùng chư Phật, cũng như khác gì mọi việc của người suy với nghĩ. Như khói ung hồ mỹ vô căn, chung quy như tiếng sấm vang, việc chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương, các Phật phép lành cho xem, riêng con biết khá đem người biết. Đạo búa ra khắp hết trong cần, nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui, đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm, khuyên chứ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang giàu, chỉ là giọt nước trên tàu lá rung. Nên khuyên kẻ sai cuồng sự vật, khá nhìn ngay cái xác đang mang. Xác kia như đốm lửa tàn, khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lâm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của chứ nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng. Lo làm những việc phước doan, xác thần khi bỏ niết bàn được lên.
càng có của càng nên bố thí. Bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ơi trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu, giúp người sẽ được đền bù bất kỳ ai để mắc vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khẩn dứt đi, không ai bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái, như từ xa đưa lại dĩ gieo, khác nào đang bị đá treo dứt đi. Lòng thấy như phao hồng người, bạc về kim chớ lời khó chuộc. Chết mấy thấy vẫn buộc vào lòng, làm cho bá tánh hiểu thông. Như lời đã nói trong bông mới vừa, nơi đất khách sớm trưa chi tôi. Lòng chỉ lo một môi ấy thôi, đủ hình giá trá trong đời cốt. Làm cho chung hiểu lời Phật tôn, quê nhà khắp hương thôn đồng đạo. Đừng quên đây đang thảo nhiều môn, uống chiều trên lỗ càng khôn. Thân này kể đã như chôn hết rồi, sống mà chết ai người có thấu. Thấu được cho quy báo chi hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mỗi việc tục trần thế ư. Ráng cùng đây cho như một rạp, nửa chân đường chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thế mấy cũng trì. Cho nên ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trùng dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muộn gì cũng được như nguyện. Gấp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung, tình ta luôn âm úng trong dân. Tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kiếm châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Sinh già trẻ ráng làm việc phải, giúp
cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến để nhổ sào rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu hoành, người quê nhà cũng chẳng buồn đau. Chắp tay nguyện dãi trời cao, duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần. Ngày phút chia cách vì cơn suy bì, ngày nhất quy là khí thành hưng. Từ đây đến lúc chở chân cũng nên gắn đợi, xin đừng lãng tâm. Chữ đạo lý là mầm cứu khổ, câu quyền cơ là chỗ giải quan. Dù cho muôn vạn hùm lan cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chín rồi đây đó thơm tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lạng héo khô một ngày. Núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn, rừng dù to cứ đốn sẽ thưa. Tội bao lòng cô gánh chừa, các có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, sợ nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cùng một khác đâu, trái bầu cũng với hột bầu không xa. Ôm chi đạo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ. Mây kia tàn tản càng thương, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy khá để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ôi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng cần lo tu gấp, chớ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm ý theo Phật, quy tăng cần doái bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, với lòng quy pháp giáo càng gắn đi. Trong giáo pháp luật nghi là cội,
Kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi, càng giữ sạch tinh đạo màu, càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quan. Lòng đây xin chư phụ phàn ráng khai phá hết bức màn vô minh. Mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quỷ rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên, những tật xấu ráng quên cho được. Các việc lành không chút bỏ qua, lòng luôn mật niệm Di Đà nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên cứu dân khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy quý vườn bao Phật tiền đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương dây một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu, cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lừa kỹ bớ chư duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bí yếu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo Pháp, lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ thân che không lành. Đạo bác ái quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ dạy khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quay đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà, đổi thay nhiều cuộc đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư.
ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy báo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua về đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi, có biết tâm ta muốn gì? Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốt đi qua, ngọn đèn liền tỏ sáng ra như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đầu đánh ình ình vang dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong ngân liền thấy hạt bay ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu, thơ chỉ có bốn câu thì ngắn. Lời giảng đơn căn dặn như vậy, ba hồi trống mở khai, mọi người thấy vang tay. Tiếng trống kia khi dứt nghe không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nghiệm, màu làm sao và nhiễm làm sao? Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, tự tan lần đến việc qua không. Cũng đèn rồi lái cũng bông nghiêm trang, khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đồng đạo kiên gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn, sẽ là không ngớt lời khen thần tiên, của việc thần tiên khó lường. Thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lại đến chốn siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình chơ, có để riêng lầm ngờ, tâm đang rối đang mờ không thấy. Thần tiên nằm trong mấy ráng môi, lóng tâm để trí mà coi thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không qua ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyền la lánh nở trận ai, việc chi dù lâm rượu này không ham. Khó thê mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chậm, không gấp tu thì hỏng quá đi. Mái trời như chớp rất nguy, đừng rằng việc chẳng gấp chỉ là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng sai hoa, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai, một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiển ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức
thơ xong thơ kia lần biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thảm từ trong quá như dạng muôn người. Kẻ thiệt như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa nuôi lừa, có người như té hô thẳm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn, có người bị giặc búa giăng tai, nghe đầy tiếng rên than não này, nghe không cũng hồn mê phách lạc. Nếu thấy càng thành thức tâm kinh, chính đây cũng bắt rùng mình thảm thế ấy dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mỏng thêm hơn. Làm lành hơi khách tạm trần tuồng, đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu. Bởi người nên Phật mới cạn lời dạy dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tỉnh thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng vị người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lầu, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lơi, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn tội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách trận đời hết, người mê muội mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống từ bi dẫn râm khắp cùng lốc lăn chiều uông tứ tung. Lòng trong sao trước dẫn trong một màu, Phật có dạy một câu bí nhiệm rằng: con ơi, trong biển có vàng, muốn tìm phải lập phải sàng. Được vàng phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lăn thân vào. Thật vàng dẫu lửa nào không sợ, có lốc lăn mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mán sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời, để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiện,
bên trong luôn một chuyện đạo màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đạo màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy sự người lao lách thích ưng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh. Chớ lấy vật bên mình biên qua, mà dối vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được. Thật vàng mười sao trước chói chang, quê nhà chớ giả nghi nan. Xin cùng đây một lòng vàng chớ phai, chịu khó nhọc dồi mài đạo đức. Sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện, dù sao chớ để lợi duyên. Một ngày nồng mặn đạo nên một ngày, tâm không bận trần ai nhất vật. Duyên lành gây khắp đất không chừa, lòng này ai hiểu được chưa? Nếu chưa hiểu đang hiểu cho đến cùng.